các anh em là nên nhớ là con này mới được khoảng 5 ngày tuổi, 4 ngày, chính xác là 4 ngày. Nó là giống chim khổng lồ anh em ạ. Nó mình nhớ không nhầm lắm, nó chỉ tầm hơn 4 ngày thì thôi, 4 hoặc 5 ngày gì đấy thôi. Giống chim khổng lồ rất là to. Nếu anh em nào mà vừa mới mở mắt được một tí là anh em mà bón được cái tầm này thì là quá là khách luôn. Đó. Quá là khách luôn. Mình sẽ bón con này để làm khách, làm mồi trần. À mà làm chim trần. Đó. Chim rất là khỏe mạnh, to. Giống chim này là giống chim khổng lồ. Giống chim khổng lồ của bên Thao Cô Gái. Cái loại này bây giờ chuyển đi trong ngày không thể chết được. Anh em làm bón thì mình chuyển là con này. Con này con trống. Số điện thoại của mình là 0163 53 05 9 82. Chân rất là to, giống chim này giống chim khổng lồ anh em nhé.